Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty chuyên về các dịch vụ làm đẹp bằng các dòng máy hiện đại nhất, đời mới nhất, phục hồi sự trẻ hóa của da chỉ sau một lần trị liệu. Ngoài ra, Cindy Sydney Beauty cũng chuyên nhận tư vấn và cung cấp tất cả các dòng máy làm đẹp cho các beauty salon với giá cực kỳ hợp lý, chuyên cung cấp sỉ lẻ các dòng mỹ phẩm tốt nhất. Salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học beauty và các lớp chuyên biệt nâng cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số 0481 944 506. Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Calivale, Fairfield và Capramatta với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật phổ thông của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi cũng hân hạnh chào đón trở lại phòng thu hình luật sư Trần Hữu Trung. Kính chào luật sư Trung. Xin chào Kim Hoàng và chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả. Và kính thưa luật sư, ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với quý khán giả thông qua những cái chương trình về visa vợ chồng. Bởi vì đó vẫn là những cái vấn đề và những rất là nhiều những gia đình đang phải đối diện. Và một trong những cái vấn đề mà khán giả lo lắng và đặt nhiều cái câu hỏi là nếu mà trong cái quá trình bảo lãnh, thưa luật sư, một trong hai người bị có những cái vấn đề liên quan đến luật pháp và bị bắt và bị giam, bị tạm giam, thì người còn lại sẽ phải xử lý như thế nào, thưa luật sư? Xin cảm ơn Kim Hoàng và thưa quý vị, trong khi hành nghề chúng tôi thường gặp một số thân chủ, một số khách hàng quá hoảng hốt, lo lắng gọi điện thoại cho chúng tôi bởi vì người bảo lãnh hoặc là chính người xin visa vừa mới bị bắt giam. Và cái trường hợp xảy ra bình thường là hiện nay đối với người Việt của chúng ta thì hay bị cái tội danh về vấn đề ma túy, yeah. Và đặc biệt là trồng cần sa, tiếng lóng gọi là trồng cỏ. Thì thưa quý vị, là cái việc trồng cần sa này nó lan tràn từ nước Tây phương nọ sang nước Tây phương kia. Tôi có đọc ở trên báo thì thấy tờ báo Daily Telegraph kể lại là ở bên London. Bên Anh. Bên người Anh. Cũng rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này, thưa luật sư. Đấy, thế thì có một ông barrister, ông ấy được nhà nước chỉ định là cãi cho cái anh người Việt mình. Bởi vì nước nào cũng thế, có những chương trình, ví dụ bên này là Legal Aid, yeah. Việt Nam ngày xưa chúng tôi gọi là luật sư chính phủ, luật sư của luật sư chỉ định, yeah. Tức là nhà nước chỉ định cãi. Thì ông barrister đó, ông thấy mặt chú này và lại là thấy tên Nguyễn, thì ông hỏi, phải chú mày Việt Nam không? Việt Nam is không? Yes sir. Chú mày trồng cỏ phải không? Dạ sư. Tức là cái nó tội trở nên nó thông thường quá. Thông thường quá, thành ra thế thì mấy cái ông cãi chỉ định là ông có cái bài sẵn rồi. Dạ. Thành ra ông chỉ cần xem một chút xíu chi tiết thôi, còn ông đã có cái bài, nhưng mà ông phải make sure là đúng anh cái này là trồng cỏ thì ông vào. Có nghĩa là họ đã có cái hướng đánh rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Đúng vậy. Dạ. Thì thưa quý vị, cái trường hợp này xảy ra tại Úc khá nhiều. Và thường thường khách hàng của tôi là mấy cô, mấy cậu là hốt hoảng. Thì chúng tôi xin phân tích thế này. Đối với trường hợp người bảo lãnh, thí dụ như anh chồng đứng ra bảo lãnh, rồi bây giờ anh ấy bị bắt giam và hiện nay đang ở trong tù, thì quý vị đừng lo. Bởi vì nếu mà mình đã nạp đơn rồi á, thì thường thường đối với người sponsor, tức là người đứng ra bảo lãnh, chính phủ
hay là bộ y chú người ta không hỏi lại nữa, người ta chỉ xét cái lúc đầu thôi. Và nếu lúc đầu mình đã, người ta đã cho mình ok để nạp đơn, thì sau đó người mà đứng ra bảo lãnh có bị giam, người ta không có hỏi lại nữa. Nghĩa là không cần phải cung cấp lại cái tờ lý lịch tư pháp nữa, update. Cái bullet check nữa, đúng, phải không? Đúng, không phải update nữa. Thì nếu đã nạp đơn rồi thì mình không có sợ. Và cái chính yếu vấn đề là lúc đó người ta xét mình có thật sự là vợ chồng hay không, chứ không phải là có phải anh chồng bị giam hay không. Cho nên để mà chứng tỏ là mình là vợ chồng thì tất nhiên quý vị phải có những bằng cỡ sống chung, ví dụ như trả tiền bưu chung, đi chơi chụp hình. Nhưng mà anh kia anh nằm trong tù làm sao đi chơi chụp hình được? Thì đi vô tù mà thăm. Đúng vậy, cho nên mình phải đi vô tù thăm. Thế nhưng mình đi thăm, mình nói bội chú tôi vẫn đi thăm anh hàng tuần, bội chú người ta không tin. Quý vị cần làm gì? Quý vị cần xin chính phủ một cái record, tức là một cái hồ sơ lưu. Tôi tên Nguyễn Thị A, có đi thăm chồng tên là Nguyễn Văn B ở nhà tù Silverwater hay là nhà tù Gâu Bần gì đó. Thì họ cho mình cái record và nó không có tốn bao nhiêu tiền. Thế thì mình mới nạp cái record đó cho bộ y chú, nói này, tôi, chồng tôi đã lầm lỡ phạm pháp, thì bây giờ anh đang nằm trong tù nhưng mà tôi vẫn đi thăm bình thường. Thì với cái việc đi thăm đó chứng tỏ là mình là vợ chồng thư thiện. Cho nên bộ y chú vẫn cho visa như thường. Có nghĩa là mình đừng có quá sợ hãi mà mình tránh xa, không đi thăm viếng, thì đó lại là một cái lỗi lầm rất lớn, phải không, thưa luật sư? Đúng. Và mình cần chứng tỏ với bộ y chú là chúng tôi thiết tha với nhau, cho nên ngoài điện thoại bình thường liên lạc thì có vào thăm ngày đó tháng đó và mình có cái record. Còn cái trường hợp thứ hai đó, nếu bây giờ chính đương sự xin visa mà vô trong tù thì bởi như thế nào? Cái người đó chưa phải là công dân Úc. Cho đúng. Nên đó mới là cái câu, cái bài toán nó khó giải đáp hơn. Đúng. Nếu mà mình là người đang xin visa thì tất nhiên là người vợ đứng ra bảo lãnh vẫn phải làm như trường hợp đầu tiên chúng tôi nói là vào thăm và xin record. Cái điều thứ hai đó, nó phức tạp hơn ở cái chỗ là thường trước khi cho visa, bộ y chú sẽ bắt nạp cái police certificate để chứng tỏ mình không có phạm pháp gì cả. Và nếu trong cái tờ chứng nhận của police có nêu ra vấn đề mình bị truy tố và mình bị tù, thì thưa quý vị, vấn đề nó trở nên phức tạp hơn, tuy nhiên vẫn có thể giải quyết được là thế này. Nếu cái sự phạm pháp của mình và mình bị tù trên một năm thì rất khó, người ta gọi là substantial criminal record, đó là mình có cái án hình sự nó nặng quá. Hình sự nặng. Ngày xưa bộ di trú dễ hơn thì người ta nói là nếu bị tù trên 2 năm thì trở ngại. Còn dưới 2 năm thì không sao, nhưng người ta lại bây giờ đổi lại là chỉ có 1 năm thôi. Cho nên nếu mình bị tù ví dụ 7-8 tháng thì mình có thể mình gọi là ca bài con cá theo tiếng Việt mình đó. Để mình có nhiều câu hỏi để mình giải thích. Đấy thì tôi nói ở trên gọi là cứ lý mà nói thì tôi vẫn chưa phải là có cái record của, hay là có một cái hồ sơ quá tệ. Vì cứ đúng luật ra thì phải trên 1 năm, mà tôi có 5-6 tháng thôi. Còn nếu mà bị từ 1 năm trở lên thì trở ngại, trở ngại lớn. Và người ta có thể tất nhiên là từ chối visa. Và khó có thể mà mình được visa, trừ nếu mà mình trình bày được những cái lý do, nó gọi là compelling reason, tức là những lý do khiến cho nhân đạo bộ y chú không thể lờ đi được thì vẫn có thể được, thí dụ như có con chẳng hạn. Tuy nhiên nó tùy từng thời kỳ,
có những thời kỳ bộ y chú họ tương đối dễ dàng, có những thời kỳ mặc dù có con họ vẫn cứ đuổi về như thường. Kể cả người New Zealand, tôi đã gặp có những nghĩa là anh hàng xóm tốt bụng vẫn bị đuổi như thường. Cô biết đấy, là New Zealand là hàng xóm. Rồi các thủ tướng New Zealand sang đây cứ năn nỉ là đừng có trục xuất họ nữa. Nhưng mà chính phủ Malcolm Turnbull trước đây là chính phủ sau này Morrison thì họ cứ lờ đi, rồi họ giam cả 100 anh New Zealand ở Christmas Island thì chờ trục xuất thôi. Cho nên nếu mà cái người chính đương sự xin đơn á, mà phạm pháp thì đó là vấn đề cần phải lưu ý. Và nếu có con với nhau thì mình có cái chance, có cái cơ hội, nhưng mà phải ví dụ như là dưới một năm chẳng hạn. Còn trên một năm thì rất là phiền phức. Trên một năm trong cái giai đoạn này thì coi như là có rất ít cơ hội. Rất ít cơ hội. Phải có một cái gì rất là đặc biệt thì chúng ta mới có thể lý luận và xin tiếp tục miễn trừ được. Còn nếu không thì cái hồ sơ của mình nó phải tạm ngưng và cái người này bắt buộc phải bị trục xuất ra khỏi nước. Còn về cái người mà đứng ra bảo lãnh thì người ta hay xét lúc đầu, và nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị là bây giờ nếu mà người nhà giới thiệu cho mình một ai đó thì mình nên hỏi người ta đầu tiên là vấn đề phạm pháp. Tại vì bộ y chú xét nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh bị hai thứ tội này đó thì không bao giờ người ta cho lãnh. Tội thứ nhất là tội đánh vợ. Tôi gọi là family violence. Tại người ta sẽ sợ mình sẽ đánh, sẽ tấn công cái người vợ sắp tới mà được mình bảo lãnh. Cái thứ hai là tội tiếng Việt mình có thể người ta dịch là ấu dâm, tức là mình abuse con nít. Có những cái hành động tấn công tình dục trẻ em. Và thí dụ như người vợ có 2-3 đứa con dưới 18 tuổi mang theo mà anh này lại có cái tội ấu dâm chẳng hạn thì người ta không bao giờ cho lãnh. Như vậy thì trong trường hợp người sponsor, người bảo lãnh có những cái tội phạm, những cái tội khác như là lái xe vượt tốc độ, uống rượu lái xe, hoặc là kể cả tội ngồi tù vì trồng cần nhưng mà ở một cái thời gian nó ít hơn 12 tháng thì có cơ hội hay không thưa luật sư? Được, có cơ hội, bởi vì lúc bây giờ mình sẽ lý luận là không ảnh hưởng đến mấy đứa con. Tại sao? Thí dụ như thế nhé. Tôi cho một ví dụ. Hồi trước tôi có làm cho một ông, không phải là visa vợ chồng, nhưng mà ông ấy lãnh cho mấy đứa cháu theo cái diện con mồ côi. Thì ông này cái hồi xưa, thưa quý vị, tội trồng cần sa hay là trồng cỏ ở New South Wales này ta phạt nhẹ quá. Thành ra ông khách của tôi hỏi sao ông bị tù mấy lần mà sao ông không sợ. Ông bảo là vào đây giống như đi holiday đó, là chưa có cái gì đâu. 3 lần. Ông bị tới 3 cái án. Cái đi ra rồi đi vào. Cứ đi ra đi vào rồi phạt nhẹ quá. Đúng rồi, và thu nhập thì quá cao cho nên chẳng có răng đe được ai hết. Rồi bộ y chú nói sẽ ảnh hưởng đến mấy đứa con. Thì tôi mới phải làm một cái bài trình bày với bộ y chú. Tại sao không ảnh hưởng đến đứa con, đứa cháu mà ông sẽ lãnh qua? Một trong lý do chúng tôi đưa ra đó là vì ông có 3 đứa con. 3 đứa con đều học giỏi cả. Và đều ra những hành nghề kỹ sư, luật sư, bác sĩ vân vân. Nó đấy đâu có ảnh hưởng đâu nhé. Cho nên xin tha ông. Thế hồi đó bộ chú cũng dễ, họ vẫn cho lãnh. Tức là có những cái người có án nhưng mình có thể trình bày được. Đó là về phía người đứng ra bảo lãnh. Miễn là đừng đụng đến 2 cái thứ tối kỵ là tội đánh vợ và tội bạo dâm với con nít. Thì người ta không bao giờ cho lãnh. Và trong thực tế, nếu mà một cô nào, một bà nào được một người đàn ông ở đây bảo lãnh thì
Đây là cái kinh nghiệm thực tế của tôi, quý vị có thể phải hết sức cẩn thận ở cái điểm như thế này. Là khi hai người đến gặp tôi, thì tôi có hỏi người đàn ông bảo lãnh là chú, bộ ý chú đòi về cái vấn đề tiền án, thành ra chú có án gì không? Thế thì, em không có gì hết. Rồi, tại sao? Bởi vì trước mặt người partner, người vợ tương lai, không muốn nói sự thật. Anh ấy ngại, anh không muốn nói. Nhưng mà bộ ý chú, họ cũng khôn lắm. Mình khai thì họ không tin. Họ bắt nạp cái giấy police certificate. Thế khi mà chúng tôi xin cái giấy đó về thì mới ngã ngửa ra cái án của ông ấy không phải là một án mà hai trang. Quá nhiều án. Khoảng là 20-30 cái án. Thế thì đấy là sự thật. Thế thì tại sao người ta không dám nói? Cho nên để chắc ăn trước khi mình tiến tới thì mình nên xin cái police certificate để mà không có gì trở ngại. Để mà làm sáng tỏ mọi việc. Và cũng đừng lo, bởi vì có những cái án mình có thể lý luận được đối với người đứng ra bảo lãnh. Đừng đụng đến hai thứ tối kỵ mà tôi vừa trình bày thôi. Chứ còn những cái khác, kể cả ma túy, mình vẫn có thể lý luận được. Và thưa luật sư, cũng trong trường hợp những cái visa vợ chồng như thế này, tất nhiên là trong cuộc sống có nhiều cặp vợ chồng nó không có được cái cuộc sống hạnh phúc, không phải là canh lúc nào và cơm cũng ngọt. Và trong những cái trường hợp đó thì đôi khi người vợ hoặc là người chồng giận dỗi bỏ về Việt Nam và bỏ đi trong cái khoảng thời gian rất là dài. Và nếu mà người còn lại ở đây họ muốn ly dị để kết thúc cái cuộc hôn nhân này, để họ có thể bắt đầu một cái mối quan hệ mới, thì trong những cái trường hợp này họ cần phải làm gì khi họ không liên lạc được với những cái người ở Việt Nam, thưa luật sư? Thì tất nhiên một trong những cái điều kiện mà để mình có thể có người partner mới lãnh cho mình thì phải ly dị với người cũ. Và khi người vợ hoặc người chồng trở về Việt Nam rồi và mình muốn làm ly dị thì nó hơi khác với những trường hợp tại Úc này. Chúng tôi xin trình bày một số chi tiết. Mới đây thì chúng tôi có làm ly dị cho một người khách là một cô ở đây. Trường hợp này đó thì nó hơi đặc biệt ở cái chỗ là người chồng thì có quốc tịch Úc, nhưng mà lại bị xử tử hình ở Việt Nam, bị lên án tử hình bởi vì anh buôn ma túy nhiều quá. Thế thì nhờ chính phủ Úc can thiệp thì anh được giảm xuống chung thân. Rồi bị bắt năm 2007. Đến vừa rồi thì từ chung thân lại được giảm xuống còn 30 năm. Thế thì cô vợ cũng rất là trung thành, cứ giúp đỡ thế nọ thế kia và nhờ người nhà đến thăm, nhưng mà ông ấy cũng bằng lòng cho ly dị. Thế thì cái trường hợp này chúng tôi phải gửi đơn ly dị về theo lệnh của tòa, phải gửi vào cái nhà tù anh đang ở. Đấy. Thì thưa quý vị, người có quốc tịch Úc nó có cái lợi là thế này. Là nhân viên của tòa lãnh sự đó thì họ đến thăm. Và khi họ đến thăm như vậy đó thì họ phải làm báo cáo. Chúng tôi phải trình bày với tòa, phải chứng minh là cái đơn này đã được gửi cho anh ấy và anh ấy đã ký. Đấy, thì tòa mới chịu cho ly dị. Rồi. Thưa quý vị, là trong cái tờ report của nhân viên tòa lãnh sự đó thì họ mới gửi cho cô thân chủ của tôi, và trong cái tờ đó họ có nói rõ là cô gặp anh ấy và anh bảo anh có nhận được đơn ly dị của vợ và anh ấy có nhờ chúng tôi làm nhân chứng để ký cho làm chứng cho anh là anh có ký. Rồi lại nhờ chúng tôi gửi bằng bưu điện về cho văn phòng luật sư là chúng tôi.
thì chúng tôi mới trình bày thì đây cái report này là một cái bằng cớ quá rõ ràng là anh đã nhận được đơn, anh đã ký. Có nghĩa là có sự đồng ý của đương sự rồi. Đúng. Yeah. Còn cho đến bây giờ cả tháng rồi chúng tôi chưa nhận được vì ông bưu điện là ông ấy rùa quá, ông ấy chưa tới. Thì tôi trình bày như thế thì bà tòa bằng lọc cho ngay. Cho yeah. gì? À, chúng tôi muốn nói là người chồng hay người vợ ở Việt Nam thì mình phải chứng minh là mình đã gửi đơn về và họ đã ký vân vân. Trong thực tế, ngoài trường hợp quá đặc biệt ở trong tù này, những trường hợp thông thường khác là nếu quý vị biết được địa chỉ của người vợ hoặc người chồng ở Việt Nam, có thể nhờ thân nhân, thí dụ như người bạn hay là người anh em gì đó, đưa cái đơn đến tận nhà cho người đó, để người đó một là ký tên, hai là họ bực mình họ vứt thùng rác thì cũng được, nhưng mà về làm cái lời khai là có đến nhà đó gặp anh đó ngày đó nhưng hay là chị đó nhưng mà anh không thèm ký, anh vứt thùng rác. Yeah. Cái lời khai đó phải lên tòa lãnh sự họ mới thị thực chữ ký. Yeah. Rồi gửi về đây đó thì tòa sẽ cho ly dị. Có nghĩa là trong trường hợp mà không có cái sự hợp tác của người vợ hoặc người chồng thì chúng ta cũng có phương án khác là nhờ những người quen đến để mà xác nhận là họ đã trực tiếp họ đưa cái tờ ly dị này rồi, nhưng mà bởi vì họ vì lý do gì đó họ không muốn ký. Đúng, thì đúng. Bên tòa ở Úc này vẫn chấp nhận cái lý do đó. Vâng. Nhưng mà tất cả những cái thủ tục này phải thông qua lãnh sự quán của Úc. Lãnh sự quán họ thị thực chữ ký. Thị thực chữ ký. Vâng. Và có một trường hợp cũng hơi khôi hài, tôi có nhờ một người đến gọi là đưa đơn, nó gọi là service. Thì gặp cái bà chồng này, bà dữ quá. Bà thù cái ông chồng ở bên Úc này. Thành ra bà chửi và bà gần như là muốn đánh lộn, tấn công cái người đưa đơn đó. Thì cái chú này sợ quá chạy mất. Nhưng mà về chú khai như thế. Yeah. Rồi lên tòa lãnh sự người ta thì nhận vào là có đến, nhưng mà bị bà đuổi và bà tí nữa tấn công, thành ra là để ở cửa bà ấy thôi nhé. Nhưng mà tức là chứng tỏ là mình đã nạp đơn rồi. Nhưng mà trong trường hợp đó là những cái trường hợp chúng ta biết được địa chỉ của những cái người mà chúng ta muốn tìm đến, và có nhiều trường hợp thì hầu như là họ bị mất liên lạc với nhau và họ không biết là cái người họ đang cần nó ở đâu ở Việt Nam. Và chờ đợi thì nó quá lâu. Thì trong những cái case như thế này, luật sư sẽ có biện pháp nào khác hay không? Vâng, thưa cô, vẫn có cái cách để giải quyết và mình vẫn có thể tiến hành ly dị được là như thế này. Trường hợp thứ nhất, nếu quý vị không biết cái người vợ hay người chồng ở Việt Nam bây giờ họ giấu, không cho biết địa chỉ ở đâu cả. Họ cố tình họ tránh mặt cũng như họ làm gây khó khăn trong cái vấn nhưng đề nếu, như vậy. Nhưng nếu quý vị lại biết được địa chỉ của người thân, ví dụ người anh ruột, em ruột hay cô bác gì đó tại Úc này. Đó, thì mình có thể mình trình bày với tòa người vợ tôi hay người chồng tôi giấu không cho biết, nhưng mà tôi biết cái người chú ruột đây này. Hay là người anh ruột hay là người bố này ở Fairfield này, đấy thì tòa sẽ ra một cái lệnh là bắt mình phải đưa cái đơn đó cho người anh người em gì đó ở Fairfield hay Kamata này thì cũng ổn. Yeah. Rồi tuy nhiên chúng tôi lại phải về khía cạnh nghề nghiệp, tôi phải thêm thế này nữa là trước khi mình được cái án lệnh như vậy đó thì thường thường tòa mình phải thuyết phục tòa bằng cách là làm những cái tìm kiếm gọi là search về điện thoại này. Yeah. Search về danh sách bầu cử này. Tức là mình phải làm một số những cái tìm kiếm để chứng minh là tôi đã kiếm bao nhiêu số điện thoại để tôi ring thử mà không có ai. Nghĩa là mình đã làm mọi cách hết rồi. Đấy. Yeah. Thế thì tôi đã làm mọi cách mà chưa được. Thì bà tòa hay ông tòa nếu họ ngồi lâu, họ có kinh nghiệm mà họ biết người Việt ấy, thì họ nói, này này, bây giờ ấy, anh đã làm hết cái chuyện này rồi, nhưng mà anh hay anh chị phải làm thêm cái này nữa. Đăng báo Việt Nam cho tôi. Tìm trẻ lạc hả chứ? Việt Luận hoặc Chiêu Dương gì đấy là họ rành lắm. Yeah. Nói mấy tờ báo nó họ biết ngay, họ nói, đấy đấy, phải đăng báo. Yeah.
thì có thể mình tốn mất ít tiền đáng báo nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn được việc. Đã nghĩa là mình chứng minh là mình cũng đã đi tới cái bước cuối cùng theo yêu cầu của tòa án rồi, nhưng mà vẫn không liên lạc được nữa thì họ mới cho phép mình ly dị. Đúng, khiếm đúng. Diện đó có nghĩa là không có cái người sự đồng ý của người đối phương. Và thưa quý vị và thưa cô Kim Hoàng, tại sao người ta lại bắt những cái thủ tục mà nghe nó rườm rà như vậy? Là vì đối với tòa án thì người ta phải công bằng. Là cái đơn ly dị của mình nói những gì trong đó đó, thì cái người chồng hay người vợ không nạp đơn, người ta cần phải biết mình nói gì trong đó, để nếu mình nói không đúng, người ta ra tòa người ta phản đối. Như có lần chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi, có những ông lớn tuổi rồi nhưng mà ông có đảo nhí ở Việt Nam rồi, ông đang ở với vợ rồi, ông muốn làm ly dị, không có biết ai gả cho ông. Ông nói là chúng tôi đã ly thân năm ngoái. Bà vợ bắt được cái đơn đó, bà ra tòa và nói, ông nhà tôi, ông nói xạo, mới đêm tối hôm qua còn ăn sinh nhật cháu nội tôi vẫn nấu cơm cho ông ở trong nhà. Thì bà tòa bây giờ bà nói, này ông trả lời thế nào? Làm sao trả lời được? Tại vì bà còn đưa con gái nó đưa cho mấy tấm hình chụp và tối qua mà. Thế bà tòa nói, này ông muốn ly dị đó, năm tới nhá. Đại đúng 12 tháng ly thân theo luật. Năm tới nhá. Dạ, vâng. Chứ còn bây giờ thì tôi không thể cho ông vội vàng về lấy đào nhí Việt Nam được nhá. Dạ. Thế ví dụ như thế. Thì thưa quý vị, tại sao người ta đòi là tại vì cái người vợ hay người chồng cần phải biết mình nói gì trong đơn. Và thưa luật sư, trước khi chúng ta chấm dứt cái chương trình này đó, thì thưa luật chúng ở Úc của chúng ta đã có một cái thủ tướng mới rồi. Và thông thường một cái chính phủ mới lên đó, thì nó cũng có những cái sự thay đổi đối với luật di trú, và đặc biệt là đối với những cái vấn đề bảo lãnh vợ chồng như thế này. Theo đánh giá của luật sư, chính phủ lao động lần này sẽ có những cái sự cải cách gì gọi là quan trọng hay không? Hay là cái hệ thống di trú, tất cả những cái chương trình về di trú đó vẫn sẽ không có những cái sự thay đổi lớn lao gì? Tôi nghĩ, cảm ơn Kim Hoàng đã nêu ra cái vấn đề rất là thời sự. Tôi nghĩ là cái chương trình di trú nói chung của chính phủ cũ nó hơi thiếu cái khía cạnh nhân đạo một chút. Cho nên những tiếng nói của các dân biểu mà gốc di dân, thí dụ như chúng ta bây giờ có dân biểu Đài Lê chẳng hạn, thì phải nêu ra những cái khía cạnh nhân đạo mà chính phủ cũ có thể nói là thiếu sót. Thí dụ, chính phủ cũ người ta không ưa cái visa nuôi cha mẹ già, gọi là age dependent relative, hay là visa người sau cùng. Người ta làm gì? Người ta hủy bỏ cái visa đó. Nếu tôi nhớ không lầm là hồi tháng 6 năm 2016. Đưa ra quốc hội không chịu. Người ta lại phải cho lại ba cái loại visa đó. Thế thì ông Morrison, ông đã từng nắm bộ di trú. Ông này khôn lắm, có nhiều mẹo lắm. Cho nên ông nói, được thì chúng tôi vẫn cho. Nhưng làm gì? Họ bắt mình chờ dài cổ ra chết luôn. Thì mình nán, mình không làm nữa. Cho nên họ mới lên trên mạng, họ thông báo một cách chính thức. Visa người sau cùng hả? 50 năm. Cha mẹ già hả? 30 năm. Ai còn muốn nạp đơn nữa? Thì đấy là cái tắc tịch, cái chiến thuật. Nhưng mà tôi thấy... vô nhân đạo. Tôi thấy nó không có được gọi là... nhân đạo, nếu mình nói một cách nhẹ nhàng. Yeah. Ví dụ cô là vô nhân đạo thì nó mạnh, con thuốc nó mạnh quá, nhưng mà mình nói là... truyền thông phải có một cái tiếng nói rất là mạnh thì mọi đấy, người mới đấy, nghe đấy. Thưa luật sư. Thế thì tôi thấy nó tàn nhẫn quá. Có thể nói là nó tàn nhẫn quá mà. Anh không cho thì thôi, anh nói thẳng. Nhưng thật mà sự là anh chờ 50 năm chờ. Giống như là một cái bản án tử vậy thôi. Là bởi vì nếu mà một bậc cha mẹ hiện nay ở cái lứa tuổi 60, 70 thì không ai có thể chờ được 50 năm, thưa luật sư. Cho nên phải xem chính phủ lao động với sự vận động của những dân biểu đại diện mà gốc di dân nên nêu ra cái vấn đề này. Để có một chính sách nó hợp lý hơn,
Đặc biệt là người ta đã có những người chờ cả 10, 12 năm chưa được đụng tới. Và không phải là tại Úc mà chúng tôi xem trên Internet thì người ta phê bình chính sách này nó tàn nhẫn quá. Và không thể hiểu được là có thể phải chờ tới mấy chục năm như vậy. Thưa quý vị, hy vọng là với chính phủ mới, người ta sẽ xem xét lại một số những visa mà chúng tôi nghĩ, nhận xét riêng của chúng tôi là nó hơi thiếu khía cạnh nhân đạo và có thể nói là hơi tàn nhẫn. Và như một số mà đặc biệt trong ba loại visa là người visa người cuối cùng, remaining relative, visa nuôi bố mẹ già hoặc là ông bà mình già, gọi là age dependent, và visa cha mẹ già nữa, và không đóng tiền. Chứ đóng tiền thì ông cho đi sớm. Vâng, và đóng tiền bây giờ cũng là phải chờ đợi. Lúc trước đây thì đóng tiền là chờ đợi khoảng 1 năm, và sau đó thời gian chờ đợi tăng lên 2 năm. Bây giờ cũng có thể phải chờ đợi tới 5 năm đó, thưa luật sư. Hơn nữa, tại sao? Quá nhiều người đi theo cái diện này. Tại sao? Bởi vì trong cái thời kỳ, thưa quý vị, Covid, họ ngưng không có tiến hành. Ngưng không tiến hành tới 1 năm rưỡi. Cho nên bây giờ thì bị đọng lại. Thưa quý vị, mà cũng vì cái hơi thiếu khía cạnh nhân đạo của chính phủ cũ ở cái chỗ là người ta không ưa visa cha mẹ lắm, bởi vì cha mẹ thường là già. Gánh nặng cha tài chánh, gánh nặng về Medicare, về y tế, thưa luật sư. Người già thì cứ đi bác sĩ xoành xoành. Và người ta đã lỡ thu của mình mấy chục ngàn rồi thì ta không phải cho mình Medicare. Mà Medicare đó thì có khi một lần mình đi chữa bệnh đã mất mấy chục ngàn như của người ta rồi. Thành ra người ta tính toán tiền bạc. Nói trắng ra là như vậy. Và nó vì quá gọi là money concern, quá lưu ý đến khía cạnh tài chính, cho nên người ta lại thiếu khía cạnh nhân đạo, thiếu cái sự thông cảm. Đúng. Và để mà cho cái sự đoàn tụ của gia đình. Rất cảm ơn những thông tin của luật sư cho chương trình ngày hôm nay. Và xin cảm ơn Kim Hoàng. Và chúng tôi xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, tất cả những cái thông tin trong mỗi một chương trình pháp luật phổ thông của Vietfay TV luôn luôn là mang tính cách tổng quát. Với những chương trình cá biệt thì quý vị nên liên lạc với luật sư của quý vị, hoặc cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Trần Hữu Trung, thông tin chúng tôi đang cho chạy trên màn hình, để có được những cái cố vấn chi tiết và cụ thể hơn. Một lần nữa, Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào luật sư. Xin cảm ơn Kim Hoàng. Xin cảm ơn quý vị.